Tối 29 tháng 10, Bộ Công an cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định truy nã đối với 7 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn SCB và các tổ chức đơn vị liên quan. Theo đó, các bị can bị truy nã gồm Nguyễn Thị Thu Sương, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Đinh Văn Thành, cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị SCB, Kim Minh Dũng, cựu Phó Tổng Giám đốc SCB, Trầm Thích Tồn, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB, Sinh Henry Kazian, thành viên Hội đồng Quản trị SCB, quốc tịch Trung Quốc, Lam Lijot, cựu thành viên Hội đồng Quản trị SCB và Nguyễn Lâm Anh Vũ, cựu Phó Giám đốc chi nhánh Bến Thành SCB. Trước đó, ngày 25 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 7 bị can trên về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng và tham ô tài sản. Tuy nhiên, các đối tượng đã bỏ trốn không rõ tung tích. Theo đó, Bộ Công an cũng yêu cầu các bị can tự giác ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, đồng thời đảm bảo thực hiện quyền tự bào chữa và trình bày các nội dung liên quan vụ án. Bộ Công an thông báo tới mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân khi biết phát hiện 7 bị can trên có thể bắt giữ hoặc báo tin cho điều tra viên Hoàng Hà qua số điện thoại 097 321 974 hoặc Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu C03, địa chỉ số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Trước đó, vào đầu tháng 10 năm 2022, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư An Đông và các tổ chức đơn vị có liên quan. Cùng với đó, C03 khởi tố vụ án, thực hiện lệnh bắt tạm giam nữ doanh nhân Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. C03 cũng khởi tố bắt tạm giam các bị can Trương Huệ Vân, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Quản lý Bất động sản Windsor, Hội Bửu Phương, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt, nguyên Phó Tổng Giám đốc phụ trách Tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Đến tháng 3 năm 2023, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã khởi tố 5 bị can thuộc Đoàn Thanh tra Liên ngành, thuộc Đoàn Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Trong đó có Đỗ Thị Nhàn, cựu Cục trưởng Cục Thanh tra, Giám sát Ngân hàng thuộc Ngân hàng Nhà nước về tội lợi dụng chức vụ khi thi hành công vụ. Bà Nhàn là trưởng Đoàn Thanh tra Vạn Thịnh Phát đã cùng các thành viên trong Đoàn Thanh tra báo cáo không đúng sự thật, dẫn đến Ngân hàng Nhà nước không giám sát, kiểm soát Ngân hàng SCB kịp thời. Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng.